gotta get my bow and bet and I. Viper với thiên thần với những cái deck này, với một deck đã từ rất lâu, từ 2017 đến bây giờ. Hey, I'm from Japan by the way, welcome. It's your first time you come to my channel, give me a like and subscribe, thank you. Who will win? Viper, he needs, if he wins this matchup, he will get 8,000 trophy. Over 8,000 trophy. Rocket time! So, what the hell is Kishina? Holy shit! Holy! We got to sue them me from Kishina! Holy shit! What the hell? Goblin and Bunky! Congratulations, Viper. Congratulations. You are amazing. Oh my God. Oh no. Let me check over. Ồ, Viper lỗi, không, thực ra không phải lỗi đâu mà chẳng qua là anh ta cycle, anh ta bị quả tornado của bên kia. Tornado kia nó kéo về phát là X-Bow bắn vào trụ.
I don't think a fire one is a lightning arrow lightning. Bạn Thành vẫn nói hợp lý. Papinook chỉ top 3 thôi, còn Papinook top 10 thôi. Còn Viper thì có cả top 1, top 2, top 3 rồi. 1, top 3 rồi, chưa có top 2. Thành nhớ. Nhưng mà mình nhớ là có top 1, top 3 rồi. Fireball. Comeback the Viper. Thank you.